sáng để xem là một bên nhà vườn khá là nhiều tùng này. Chủ đạo là tùng, với tiểu cảnh này rất là độc đáo đấy. Đồi tùng nó được thiết kế kiểu như là nơi vua chúa, có những cái cầu bắc qua và những cái chòi chạy quanh gầm đá. Đó, có lẽ là lên màu nữa thì đẹp hơn. Mới chỉ là hoàn toàn là mộc xi măng, có những cái cầu được chạy quanh. Đầu tiên là một cái cây tùng to nhất kia, được bo quanh cái phiến đá đấy và cái cầu. Đây, chúng ta tưởng tượng có những cái lối đi như phim tàu đây mà, như phim tàu này. Tuy nhiên hơi khó nhìn ở trong, bắt lên màu sẽ nổi hơn. Một đôi tùng trên một cái khay rất là hoành tráng. Nét làm thì là của người miền Bắc thôi, nét làm tiểu cảnh này. Tùng hậu từ Hải Dương. Bác nào muốn biết giá thì alo hỏi cho biết nhé. Này, những cây tùng này cũng khá là ok, riêng những cá nhân cây tùng này là rất ổn, chứ không trồng những cây quá xấu đây. Những cây ở đây đều cốt cán rất là hay. Đấy, ví dụ cây tùng này khá là già và hoàn thiện. Cây này cũng vậy, rất sạch sẽ. Đây, để xem cái góc này. Đây có một cái cầu bắc qua đây, men theo con đường chạy quanh đây, chạy quanh gầm đá này. Cây tùng khá là ok, cái tùng này khá đẹp. Nghỉ trưa hết. Đây, một cây tùng cũng rất giá trị đây. Chủ yếu là tùng, nhà vườn cũng tên là tùng hậu. Rất già, cái này tôi biết trồng khá là đẹp, cây hoành rất già, phóng ra rất kinh. Ba cái phôi phi lao. Đây, để xem có một cái tiểu cảnh phi lao đấy. Ở đây có lẽ là hai nhà vườn
bầy chung nhau. Đây là nhà vườn hoàng khôi, cũng ở Hải Dương. Những cái lối làm tiểu cảnh giống với cái tiểu cảnh Tùng kia. Cái villa rất đẹp. Cây này có vẻ rất kỹ càng rồi. Tả nước. Đỉnh ký vào phiến đá này rất kỳ công. Và cũng có thời gian rồi. Đấy. Hoàng cửa. Đấy. Làm rất nghệ thuật. Đấy. Cái bụi phi lao rất là khủng này. Đầu tiên các bác nhìn xa các bác view nhé. Đấy. Dáng dấp xung quanh rất đẹp, rất đại thụ. Tiếp theo là những chi tiết các bác. Đây. Đây là cái khối gốc của nó. Khối gốc trụ chính của nó đây. Lên cái nhánh chính đây. Và bỏ ra. Bỏ ra kia một nhánh. Đằng này một nhánh. Vẫn chung gốc cả nhé. Gốc cổ cũ của nó đây. Đấy. Và được ký đá. Ký đá đây. Đừng có cái rễ buông xuống. Ký đá. Phi lao rất ưa nước các bác nhé. Mặc dù sống trên cát, sống trên sa mạc được. Sống trên bãi biển, sa mạc đồi cát ấy các bác, nhưng mà thả nước rất ưa nước, rất khỏe. Đấy các bác nhìn cò. Nhìn hàng hốc, bác nhìn kinh. Cái phi lao rất khủng, rất giá trị. Nó liền một khối, liền một khối. Tất cả đều chung một khối hết. Thế nó mới hay, nó mới quý. Chứ mà ghép vào thì bình thường. Đấy, kỳ đá rất kỳ công. Xung quanh này. Chèn đá. Đấy. Các bạn nhìn. Nó rất là sừng sững này. Dưới cũng rất độc đáo. Xin lỗi các bác, đang ốm. Ba cây phi lao rất là giống nhau. Đây, hàng xanh khủng này. Toàn bộ hàng rất là to này. Hàng rất là to. Đây. Cây bán đây. Có số điện thoại đây. Đồ gỗ kia có vẻ nhiều người quan tâm hơn.
thành quê. Đây này, thành vách kinh. Đấy, bó bệnh như là được bó lại này. Các bạn nhìn. Đấy, rất sừng sững. Rất sừng sững. Thả nước này. Thả nước có trụ ở dưới, các bạn nhìn này. Đấy, các bạn nhìn này. Nước nó tách biệt ở dưới nhá. Rồi, cảm ơn các bác. Về nghỉ trưa cái đã các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bác video mới tiếp theo.